Cái này không đẹp ha, không đẹp. Đây này, cái này không đẹp. Cái này cũng đẹp luôn. Cái này là đúng bình thường. Thì có cái có hai cái này là tương đối. Cái này cái này được chưa này. Không ra đây. Cái cạnh này xéo này đúng không? Để lấy cái nhấc lên cái này anh coi cho. Trời ơi, màu đẹp. Vô chị trai vô đi. Vô đây. Chụp cho hai đứa thiếu niên này mà cô cho nó rất đẹp. Cái này là quay phim, không có chụp đâu. Quay phim mà. Là chụp này anh chụp cho cái.
Thôi vậy thì qua bên đây chụp chán rồi thì qua bên đây. Phải ngồi xuống để mà lấy chéo đây chụp bắn thôi cũng được. Ông đâu rồi? Cái này đẹp hơn hả? Mấy cô vuông nó là không thành vấn đề phải không? Cái kia cũng đẹp, tuy nhiên rồi cứ đi thoải mái. Cái bình thường. Đặc biệt trong chuyến đi lần này thì chúng ngày memory của tức là ngày cựu chiến binh thứ hai cuối cùng của tháng năm thương binh liệt sĩ. Rồi bỏ. Để chồng nói. Này là thương binh liệt sĩ à đây. Thôi mình hát Memorial Day. Memorial Day mình ở đây mà. Đặc biệt trong chuyến đi lần này thì anh chị Ngoan từ Las Vegas đã chở vợ chồng Troy và vợ chồng Thư đi thăm một thắng cảnh của miền sa mạc. Nó là vùng Red Rock. Và đúng là Red Rock. Red Rock vì thực sự từ đi cả mấy chục cây số thì thấy. Đây, vợ chồng chủ nhà Las Vegas, chủ sòng Las Vegas đưa hai cặp đây. Đó, sẽ thấy thôi. Đây là Ngoan dân thổ địa đang hướng dẫn phái đoàn đi từ San Jose tới và chắc chắn là sẽ cùng với Ngoan đi lội bộ trong nắng rất là đẹp. Hôm nay là khoảng 9-18 độ C và sẽ theo anh Ngoan đi chừng khoảng 2 cây số để trở lui. Hai cây số theo dự kiến sẽ đi nhưng mà không biết có đi nổi không tại vì bây giờ nhiệt độ là khoảng 100 độ C rồi. À 100 độ F rồi. Của vùng sa mạc Las Vegas. Trời nãy giờ anh cũng đóng cái máy của em anh cứ bỏ qua ngay rồi ông xuống chân. Ok, sau khi đi bộ mới có nửa cây số thì đã phải trở lui vì ngoài dự tính. Cứ nửa tiếng thì nhiệt độ nó lại lên. Vô một điểm khác. Anh Thư ơi,
vợ chồng già như anh em mình có lẽ cũng có những dịp đi hấp hôn như thế này. Mặc dù hấp hôn bây giờ không có nghĩa là hấp hôn như là hồi 5 năm hấp hôn, 10 năm hấp hôn hay là 15 năm hấp hôn. Sau 40 năm hấp hôn thì có cái vui vẻ của bạn bè là chính, còn vui vẻ của hai cặp vợ chồng thì nó chỉ giới hạn thôi. Chả được bao nhiêu. Không có chụp hình này đây, chụp cái không? Không cần nữa. Chụp cái đây đi. Đứng đây, đứng đây, chụp đây, chụp đây, chụp đây, cái đây. Đứng ra mai sẽ mặt ra đây lấy cái xe lấy chúng ta cùng gọi tiếp phút chào họ nhé. Bây giờ có thể như thế nào? Còn có thể đẹp hai lúc nào nó phải quay về nó làm đi ra nó phải hay quay xuống là bảo quán mà như là đi ra đi tới à đi lui rồi mà nói gì à nó thục tới rồi chứ lấy phòng sông dạng ngồi trước mình thấy rất nhiều hay hơn sau anh thấy đây anh ngon hay xe đi đây đâu mấy cái thằng mô tô này chả gì nữa hết cảnh đi đâu nhìn rất là ai biết chữ để mà đọc đấy bảo viết hả thế bảo viết làm gì bảo viết cho bố mở đọc à mở từ quỷ là mở có cái chữ đâu cứ một đọc thôi à ôi trời ơi nó to quá bảo hai chị em vợ cả vợ hai có chia nhau ra đấy chia nhau ra mà chiều chồng cứ ngày chặt cứ ngày lẻ có gì ngày chúc dừng sao thôi cứ là không sao không phải ấy lắm đâu cứ thoải mái thoải mái tiếp tục vui đâu vào khi vui lúc xe này cứ đi đi mình đéo ai có khỏi con xe đi xuống đi xe chứ không xuống nữa của đấy thì tôi mới cưới vợ hai cho bà con tôi mẹ đang lên tuổi sao cái con này cái con mở cả này nó chả phải là bạn lên cầu thủ nó sao mày đứng phải khóc con đi xe tàu đó rồi đã có bên này đi lên đi chơi cái xe trượt nước tên trời trên không á cho mày coi như tim răng mày như thế này mày nó đang ngồi chơi xong rồi nó hấp không vợ hai nhưng mà khi nó làm cháy rồi tôi biết là lỗi cái con này con gì ôm nhau vậy wow đẹp quá nhân từ và bao dung mẹ cháu có làm gì đâu mà mẹ cháu chỉ bay quay. Đến tốn tóc lên cô bảo là này tôi là hiền đó nha họ sẽ lên đây đường đông đó nha biết mãi làm sao đến giờ mày chưa rồi cuối cùng mà tôi có tạt đâu à vấn đề đi vấn đề